đám cưới rộn ràng, nhà ai rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý a là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên ngân ly mà chúc mừng, chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm. Con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Rộn ràng nhà ai rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên ngân ly mà chúc mừng, chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm. Con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng. Vườn cau nhà em có một vườn trầu, chiều chiều nhìn sang bên ấy hoa cau bên này rung trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nong trầu nhuộm áo cho anh, trâu xanh thắm tình em chăng.
rung trắng đêm trắng buồn. Hoa cau rung trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trâu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trâu vàng, xin ai đừng để mặn mà ai ơi. La 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 la. Yêu nhau nhớ mãi tiếng cười, nhớ khi hồi mộ, nhớ lời kết giao. Con đường con núi con sông, tình còn mãi mãi mặn nồng cho nhau. Chia nhau cay đắng buồn vui, nắng mưa không ngại vẫn một lòng. Dù cho dấu vế đổi thay, mãi luôn suốt đời chẳng câu chia lìa. Bên nhau nên nghĩa đã vàng, giữ câu ân tình có bầu có ta. Đường dài nở những nụ hoa, rộn ràng câu hát đậm đà yêu thương. Mấy sông cùng lội, mấy đèo cũng qua. Đường nào càng khó càng xa, tình càng thắm thiết mặn mà ai ơi. La 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 la. Yêu nhau nhớ mãi tiếng cười, nhớ khi hồi mộ, nhớ lời kết giao. Con đường con núi con sông, tình còn mãi mãi mặn nồng cho chia nhau cay đắng buồn vui, nắng mưa không ngại vẫn một lòng quý chung. Dù cho dấu vế đổi thay, mãi luôn suốt đời chẳng câu chia lìa. La 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 la. Bên nhau đến nghĩa đã vàng, giữ câu ân tình có bầu có ta. Đường dài nở những nụ hoa, rộn ràng câu hát đậm đà yêu thương. Thank you.
sen kia đôi chim trên cành âu yếm nhau muôn thứ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thật xinh. Ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ôi xem kìa đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thật xinh. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ông bà Đông Nga, ông bà Khánh Nhi, hai cháu Mạnh,
học tập với nhau, tìm hiểu và nhớ nhau nhé. Thì mình sẽ quý gia đình hai ông bà và hai họ. Hôm nay gia đình chúng tôi thay mặt cho ông bà Khánh Nghị một cái lễ ăn hỏi ra một cái dưa lên tổ tiên, thương các cô, các bà, gia đình nhỏ bé gái để xin phép hỏi cháu Hằng về làm dâu con của bà Diệu Ánh, làm dâu con của gia đình đồng họ chúng tôi. Lời đầu tiên, thay mặt gia đình họ là trai, xin kính chúc sức khỏe các cô, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và toàn thể gia đình nhỏ gái một sức khỏe dồi dào và đạt nhiều thành tích trong công tác của các bạn. Các cô, bà Thắng là bà vợ ông Bảy là chính mình tôi, ông Hiếu là anh trai của tôi, ông Hiếu là các gia đình này gái mà các cô cũng là gái, và ra là đầy đủ có tất cả các bác, các anh, các chị, các em, các cháu trong gia đình hai họ, ông ngoại gia đình tôi có mặt đông đủ trong buổi hỏi trong ngày hôm nay. Báo cáo với các cụ, tôi là anh trai cả của Khánh, hôm nay tôi xin phép tất đoàn tôi gọi là trai, tôi là kính thưa là gái, xin anh làm toàn là tôi là qua thời gian cho hạnh và cháu Hằng thì được bà cô Khánh và bà Di luôn mấy và hôm nay đang tuần này làm tốt để ăn hỏi cháu Hằng thì mình giới thiệu hôm nay là toàn tiếp đón vào nhà trai ăn hỏi thì có bà cô cháu Hằng và cháu Hằng các ông trẻ và bà trẻ cùng toàn thể các chú các con cùng toàn thể ra bạn bè đến để chung vui cái buổi ăn hỏi hôm nay. Cũng xin thay mặt cho họ nhà gái xin chấp nhận và nhận cái lễ ăn hỏi nhà trai và xin kính chúc ra một ngày vui hạnh và gia đình hạnh phúc. Chúc các cháu ngày càng thành công và thế giới. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau, đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa chữ tình, chữ duyên, ngày nay miếng trầu, miếng cau, ngày xưa chữ tình, chữ duyên, ngày nay
miếng trầu miếng cao. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao. Tình hai bà bỏ khăn ra đi, bỏ khăn bỏ chắc ra đi. Đấy rồi. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười, mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê. Chúc nhau nghe nào hỏi lễ gia tiên ngày rất cưới đã xong thì phòng thứ tư xin báo cáo lúc một giờ và thời gian cũng qua và cũng đã được sự sớm nhất của gia đình nhà họ. Hôm nay gia đình chúng tôi có cây dầu ra để xin phép các cô các ông các bà các bác các anh các chị toàn thể gia đình họ phải gái để gia đình ông Khánh và Nhi xin phép ông bà Long Nga xin phép đón cháu Hằng về làm dâu con của bà Thái Nhi, dâu con của gia đình chúng tôi. Xin phép các cụ bà mình cũng như các cụ các ông bà hai họ qua thời gian đều rất là mạnh và khả năng tìm hiểu hai gia đình đã thân thiết và tên hạnh phúc cho hai cháu. Bước một chúng ta đã thực hiện xong cái ăn hỏi, sau khi là chúng tôi thấy là buổi ăn hỏi hôm nay được sự quan tâm của thầy cha và thầy gái rất là quan trọng và cô tôi được ra 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 cô t
ông bà ấy và các cụ con và ông bà ấy và hàng đi nhưng có làm về cô con các cụ trong đó là cho ông bà ấy nhưng có rất quý và cũng là để viên và nhà gái sẵn sàng để viên nhà ông bà và cô con các cụ trong nhà cả cháu được thầy và thay ấp của hai gia đình Loan phượng hòa mình.
ái bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nam đồ trang trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi, yes, chúng ta
nhiệt chào đón toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như cô dì, chú bác và bà nam nữ thanh niên đã và đang hiện diện trở về với các thuật tình cưới của gia đình nhà trai ngày hôm nay để cùng dự chương trình đại lễ tình hôn cho chú rể Vũ Mạnh và cô dâu Thúy Hằng. Và lời nói đầu tiên cho phép Minh Thành xin được thay lời cho ông Nguyễn Văn Khánh và bạn Đinh Thị Kim Nhi là tân sinh ta chú rể Vũ Mạnh. Xin gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào nồng nhiệt và thân thương nhất. Và kính thưa quý vị thân mến, và năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, và thay lời gia đình xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe dồi dào, chúc toàn thể quý vị luôn luôn an khang thịnh vượng và hạnh phúc ạ. Kính thưa quý vị thân mến, ngày cưới là một ngày trọng đại nhất của cuộc đời của mỗi con người, mà những đôi phi đương họ yêu nhau, họ đều muốn mình sẽ là chủ nhân của những ngày đó. Và cho đến giờ phút này thì ban tổ chức chúng tôi sẽ không nói quá nhiều những lý do nữa, vì tại sao toàn thể quý vị chúng ta đang cùng hiện diện tại đây, bởi lẽ cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình đã điền đầy đủ các thông tin trên những cánh thiệp hồng để gửi trao tận tay toàn thể quý vị để cùng loan báo tin vui và mừng hạnh phúc. Và không để quý vị chờ lâu nữa, và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng gác lại những công việc riêng tư của mình và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú rể Vũ Mạnh và cô dâu Thúy Hằng. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng hiện diện trước lễ đài của hạnh phúc. Xin mời hai bạn. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và hiện diện ở trước sân khấu của gia đình đó là chú rể Vũ Mạnh và cô dâu Thúy Hằng. Và ngay sau đây thì xin mời hai bạn sẽ có một lời cúi chào để ra mắt toàn thể quý vị, cũng như thay cho lời cảm ơn đến sự hiện diện của các cụ, công các bà, cũng như cô dì chú bác, cũng như bầu bạn nam nữ thanh niên. Và một lời cúi chào xin mời hai bạn. Và kính thưa quý vị thân mến, một năm có 365 ngày thì một ngày tuyệt vời nhất, một ngày hạnh phúc nhất và một ngày thiêng liêng nhất đó là ngày hôm nay, là ngày lành tháng tốt, là ngày ông Theo Bảo Nguyệt kết thúc xe duyên cho cô dâu và chú rể. Và hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2019, tức ngày 6 tháng 12 năm Kỷ Hợi. Và hôm nay ông Nguyễn Văn Khánh và bà Đinh Thị Kim Nhị là thân sinh ra chú rể Vũ Mạnh và cùng long trọng tổ chức chương trình đại lễ tình hôn cho chú rể Vũ Mạnh và cô dâu Thúy Hằng. Và không để quý vị chờ lâu nữa, và ngay sau đây cho phép Minh Thành xin được trình trọng tuyên bố buổi lễ tình hôn của chú rể Vũ Mạnh và cô dâu Thúy Hằng chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ, để bắt đầu chương trình. Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin được cảm ơn những tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúng ta đã cùng bắt đầu chương trình cho đại lễ tình hôn của chú rể Vũ Mạnh và cô dâu Thúy Hằng. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng ăn trầu xơi nước và hãy cùng gương mắt lên phía sân khấu để cùng đến với một bác đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu và những lời trao dâu. Chào trân trọng và kính mời bác. Xin kính thưa các cụ, các ông bà cùng toàn thể gia đình ông bà ông Khánh và toàn thể anh chị em trong hôn lễ hôm nay. Thì qua thời gian cháu Mạnh và cháu Hằng tìm hiểu được pháp luật công nhận là hai cháu đã lên vợ lên chồng và được sự thống nhất của hai gia đình ông bà ông Khánh và ông bà Lâm Nga chọn hôm nay là ngày 6 tháng Chạp năm 2019 để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Qua thời gian các cháu tìm hiểu đến hôm nay là ngày đưa dâu cháu Hằng về làm dâu con của các cụ, các ông bà trong nhà họ Hàng, nhà ông Khánh và bà Nhi. Tôi xin được giới thiệu là trưởng đoàn của nhà gái là ông trẻ của cháu Hằng và cùng toàn thể các bà trẻ và các bác, các cô, các cậu cùng các chú của cháu Hằng cũng đưa cháu Hằng về để làm dâu con của các cụ, các ông bà trong nhà ông Khánh, trong họ Hàng nhà ông Khánh và bà Nhị. Xin được có lời là qua thời gian cháu Hằng yêu cháu Mạnh thì thời gian nó còn rất trẻ, sự hiểu biết và sống trong cuộc đằng sau này nó cũng chưa được trọn vẹn, thì cũng thay mặt cho nhà gái cũng xin được mong rằng nhà trai cũng dạy dỗ và bảo an thêm các cháu để các cháu sẽ trở thành những người con dâu thảo trong gia đình nhà ông Khánh. Cũng mong rằng hai gia đình trong buổi hôm nay cũng cùng nhau để ta đoàn kết
xây dựng cho buổi hôn lễ hôm nay được thành công tốt đẹp. Và sau cùng cũng xin thay mặt cho họ nhà gái kính chúc toàn thể các cụ con bà cùng toàn thể hai họ hôm nay một sức khỏe dồi dào, và cũng chúc gia đình các cụ con bà hạnh phúc. Kính thưa cụ trưởng đoàn của gia đình nhà gái, kính thưa tất cả các cô, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các bạn của gia đình họ nhà gái, cùng tất cả các cô, các ông, các bà, các anh chị, các bác, các cô, các chú, các em, các cháu của gia đình họ nhà trai trong hội hôn hôm nay. Vừa rồi là phát biểu của ông trưởng đoàn họ nhà gái, xin báo cáo với các cụ, các ông, bà này, đây là ông trẻ của cháu Hằng. Đấy. Ông trẻ cháu Hằng, ông trẻ đưa cháu về nhà chồng. Hôm nay rất là các cháu được rất là vinh dự, có ông đưa cháu về nhà chồng. Thì xin cảm ơn cụ đã có những lời tốt đẹp với gia đình chúng tôi, với hai cháu. Thì xin rất là xin đa tạ cảm ơn cụ. Thì qua ý kiến của cụ, thì lời đầu tiên xin chúc khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, anh chị trong hội hôn hôm nay một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Cô đã có ý kiến thay mặt gia đình nhà gái đưa cháu Hằng về làm dâu con của ông bà Khánh Nghị và gia đình chúng tôi. Thì thay mặt gia đình trong gia đình nhà trai thì chúng tôi rất phấn khởi và tiếp nhận cháu Hằng từ hôm nay là dâu con của ông bà Khánh Nghị và là cháu dâu của gia đình chúng tôi. Và rất cảm ơn các cụ, các ông, mặc dù là đường thì chưa xa, thế nhưng thời tiết hôm nay nó cũng oi oi nồng nồng mà không rét lắm, cho nên đã đưa cháu từ Phúc Yên vào đây, đấy, vào cái đất Thuận Hòa này để giao cho gia đình chúng tôi. Thì rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình và của các cụ trong ngày hôm nay. Thì thay mặt gia đình xin cảm ơn và xin báo cáo với cụ trưởng đoàn thế này. Thôi thì bây giờ trách nhiệm của hai gia đình là trách nhiệm chung, nuôi dạy trông nom con cái cháu chắc là trách nhiệm chung của hai gia đình. Nhất thứ nhất là ông bà Khánh Nghị, thứ hai là ông bà Lâm Nga, là hai ông bà là những người đã cặp ông bà, những người trực tiếp. Còn gia đình hai họ chúng ta bên nội bên ngoại, bên nhà trai bên nhà gái thì cũng là trách nhiệm chung, để làm sao mà có vấn đề thì trông nom dạy bảo chỉ bảo cho các cháu. Thế còn hôm nay mà các cháu bây giờ nó cũng tiến bộ rồi, nó ra ngoài thời đại 4.0 rồi, báo cáo với cụ thế, thế cho nên nó hiểu biết nhiều chuyện rồi, cho nên chúng ta ấy chúng chỉ nói thấy cái gì đó này, cái hướng dẫn cho các cháu về là cái chuyện làm dâu, làm con, làm rể, làm con của các cụ công các bà mà đó, báo cáo với cụ công bà đấy. Thì cũng cuối cùng thì cũng xin cảm ơn cụ và cảm ơn gia đình họ nhà gái, cảm ơn các ông, các bà, các bác, anh chị trong hồi hôm nay và chuẩn bị năm cũ sắp qua, năm mới, năm Canh Thìn sắp tới. Xin chúc sức khỏe của tất cả các cô, các ông, các bà, các bác, anh, các chị, các cháu một bước chuẩn bị bước sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, có một cuộc sống hạnh phúc, có một gia đình êm ấm. Xin cảm ơn. Vâng, xin mời hai bác sẽ cùng tiến lên một bước để gửi trao cho nhau một chiếc bắt tay ạ. Xin mời hai bác. Và tôi tưởng quý vị có thể cho hai bác một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Để chúc cho hai bác sức khỏe dồi dào để luôn dõi theo con đường hạnh phúc của hai cháu. Và kính thưa quý vị thân mến, và tôi tưởng quý vị chúng ta đã cùng vừa được lắng nghe hai bác đại diện cho bên gia đình. Đó có đôi lời phát biểu, những lời trao sâu và nhà dâu. Và tình ngày hôm nay, cô dâu Thúy Hằng sẽ làm dâu hiền của gia đình họ nhà trai, và chú rể Vũ Mạnh sẽ là rể thảo của gia đình họ nhà gái. Và cùng tiếp tục các nghi thức trong ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức trân trọng và kính mời hai bạn sẽ cùng di chuyển trở vào trong gia đình chính để làm thủ tục lễ bái sơ tiên và kính báo tổ đường theo đúng phong tục tập quán tại quê hương chúng ta. Trân trọng và kính mời hai bạn. Hoàng tô thắm cho ngày vui, mừng tân hôn chúc
cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai hăng hai bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân dậy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đã nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi nhà tôi với anh đây làm xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay xuân họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng tan vui quá xá là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, cùng nhau thương trọn đời câu sắc son nào phai. Tương lai chung một phương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên vơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cung đầu lòng là một bé trai thật ngoan. Xin quý vị thân mến, và sau khi cô dâu và chú rể đã trở vào trong gia đình chính để làm thủ tục lễ bái sơ tiên và kính báo tổ tiên, họ đã cùng quay trở ra phía ngoài sân khấu của gia đình. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hóa trầu xin nước và hãy cùng hướng mắt lên phía sân khấu và để đến với những giây phút mà chú rể Vũ Mạnh sẽ có được lời phát biểu, những lời chia sẻ, những lời cảm ơn đến từ chính chú rể Vũ Mạnh chúng ta. Và quý vị có thể nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón những lời phát biểu, những lời cảm ơn đến từ chú rể được không ạ? Vỗ tay thật lớn được không quý vị? Vâng, xin mời chú rể Vũ Mạnh. À thì đầu tiên con rùn quá. Con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông, các bà, các bác, anh chị ạ, bố mẹ thì con để và hai bên gia đình ạ. Thế thì quý vị có thấy chú rể rất là hồi hộp không ạ? Dễ dàng cảm xúc rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và Minh Thành đang đứng cạnh chú rể mà cảm thấy trên sân khấu rất là rung. Và rất là rung ạ. Quý vị có thể nồng một tràng vỗ tay để xua tan cái hộp của chú rể được không ạ? Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hoan mắt lên phía sân khấu để cùng đến với nghi thức mà cô dâu và chú rể sẽ cùng gửi trao kỷ vật tình yêu của niềm hạnh phúc trong ngày hôm nay, để đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của hai bạn từ ngày hôm nay, chính thức định nghĩa vợ chồng. Vâng ạ, trân trọng và kính mời. Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời chú rể Vũ Mạnh hãy chuẩn bị những kỷ vật tình yêu của mình, đó là chiếc nhẫn để gửi trao cho cô dâu Thúy Hằng. Đây, xin mời hai bạn hãy cùng gắm mắt vào nhau đi ạ. Và thì quý vị chúng ta đang cùng được chứng kiến những nghi thức mà cô dâu và chú rể đã cùng gửi trao cho nhau những chiếc nhẫn tình yêu để đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của hai bạn kể từ ngày hôm nay. Hai bạn sẽ chính thức nền nghĩa vợ chồng. Và thay lời cho toàn thể quý vị chúng ta đang hiện diện tại hội trường cưới, xin chúc cho hai bạn sau 9 tháng 10 ngày, một nhất là một năm, sẽ sinh ra những người con thật là cháu khỉnh. Con trai thì giống bố 70 mà con gái thì giống mẹ. Những ngày hôm nay bao vợ chồng có tất thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng được không ạ? Kính thưa quý vị thân mến, để cùng quan điểm cho tình yêu của hai bạn luôn luôn thăng hoa ngọt ngào hơn nữa, và xin mời hai bạn hãy cùng mở mắt vào nhau để dành tặng cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý hiện diện hội trường cưới ngày hôm nay. Và xin mời hai bạn. Vâng ạ, xin mời con nhận. Vâng ạ, Minh Thành được hỏi là cô dâu đã xem phim Hàn Quốc bao giờ chưa? Chưa. Thế chú rể xem phim Hàn Quốc bao giờ chưa? Em rồi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, khi nói về tình yêu, người ta hay nói về thế giới của những người Hàn Quốc, tình yêu rất lãng mạn và hạnh phúc. Và người ta định nghĩa được hôn như nào ạ? Hôn vào trán để thể hiện sự ngưỡng mộ, hôn vào má để thể hiện tình bạn, và hôn vào môi để thể hiện tình yêu. Và bây giờ cô dâu và chú rể sẽ muốn được tặng là hôn cho và của mình vào đâu ạ? Đấy, chú rể vào hôn vào môi đúng không quý vị? Vậy ngay sau đây thì xin mời hai bạn hãy cùng hướng mắt vào nhau đi ạ. Bàn tay của cô dâu sẽ đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể ạ. Đó là điểm lưu tưởng cả cuộc đời mình. Kẻ đôi tay của mình đi cô dâu. Xin mời chú rể đặt đôi tay của mình lên bờ eo thon thả của cô dâu ạ. Và trước khi cô dâu và chú rể chúng ta sẽ dành tặng cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, thì quý vị có thể chuẩn bị cho mình những tràng pháo tay thật lớn và thật dài được không ạ? Những tràng pháo tay thật dài.
xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị để dành tặng cho cô dâu và chú rể chúng ta. Xin gửi xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên phía sân khấu để cùng đến với những món quà tuyệt vời nhất ngày hôm nay, để tính những người cha người mẹ người ông người bà muốn dành tặng cho cô dâu và chú rể những món quà hồi môn. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay bà ngoại có rất nhiều các công việc bận bề thì bà ngoại không thể đến được với hai cháu, và ngày hôm nay người con gái của bà ngoại đấy là bác ạ đã cùng thay mặt bà ngoại để gửi trao món quà cho những người cháu yêu của mình. Kính thưa quý vị thân mến, để cùng tiếp tục các món quà thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà đến từ những người cha người mẹ, đó là ông Nguyễn Văn Khánh và bà Đinh Thị Kim Nhi sẽ cùng hiện diện trước sân khấu để gửi trao món quà cho những người con yêu của mình. Xin chào và kính mời ông bà. Missing peace. So as long as I live, I love you. We'll never lose you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I cherish. Vâng ạ, xin mời ông Nguyễn Văn Khánh là tân sinh ra chú rể Vũ Mạnh sẽ cùng gửi trao món quà cho những người con yêu của mình trong ngày hôm nay. Và những món quà hồi môn và hôm nay pháo nổ vang trời, mà mẹ tặng hai đứa một lời vạn son. Vâng ạ, sau khi hai chị gửi trao món quà cho những người em yêu quý của mình trong ngày hôm nay, xin mời anh chị sẽ cùng đón lại sân khấu để cùng lưu lại giữ những bức tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn những món quà đến từ những người cha người mẹ người ông người bà, cũng như những người anh người chị ngày hôm nay. Những món quà tuyệt vời nhất mở ra một cánh cửa hạnh phúc, một cánh cửa của hôn nhân gia đình. Xin mời hai bạn sẽ cùng quay trở lại với các bạn trà bạn nước để kính mời đến các cụ và các bà để thay cho lời cảm ơn thời gian hai cháu bị khổ và được ra hai gia đình ta thống nhất từng bước một, chúng ta đã thực hiện trọn vẹn cái việc hạnh phúc thuận của hai cháu. Thì qua đây thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ giao cho Hằng về làm dâu con của các cụ trong này, và cũng một lần nữa xin kính chúc các cụ con bà họ nhà trai và toàn thể các anh chị em và cùng toàn thể vũ trường hôm nay có một sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Sau đây xin được phép các cụ nhà trai là nhà gái chúng tôi cũng xin được trở lại quê nhà. Chính một lần nữa xin chúc sức khỏe các cụ con bà và họ nhà trai hạnh phúc ạ. Em ra xin cảm ơn của đồng chí các bạn nhà gái. Đêm nay trên trời cao có muôn vì sao, như chứng minh tình yêu anh thiết tha trao người. Bao đêm em chờ mong phút giây ta gần nhau, cho tình yêu chắp cánh ta bay cao như ngàn sao. Bao năm anh lẻ loi giờ có em bên đời tôi, duyên trời đã xe mỗi anh với em chung thành đôi. Ta cùng đi chung lối không dễ chia như ngày nào, ta cùng xây hạnh phúc cho mỗi tơ duyên đẹp đôi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh, và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Trong vòng tay ấm áp anh hứa yêu em trọn đời, trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau người ơi. Trên trời cao có muôn vì sao,
đi chứng minh tình yêu anh thiết tha trao người. Bao đêm em chờ mong phút giây ta gần nhau, cho tình yêu chắp cánh ta bay cao như ngàn sao. Bao năm anh lẻ loi, giờ có em bên đời tôi. Duyên trời đã xé mối anh với em chung thành đôi. Ta cùng đi chung lối không dễ chia như ngày nào. Ta cùng xây hạnh phúc cho mỗi tơ duyên đẹp đôi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh. Và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Trong vòng tay ấm áp anh hứa yêu em chẳng. Trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau người ơi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh. Và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Ta cùng đi chung lối không dễ chia như ngày nào. Trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau người ơi. Trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau.